Chào mừng quý vị phụ huynh và các bé đến với khu vui chơi Sky Kids Long Khánh. Khu vui chơi Sky Kids với quy mô 2.500m2 với hơn 25 trò chơi được thiết kế với tên gọi Bảo tàng trẻ em Việt Nam. Tại đây chúng tôi mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ và mang lại nụ cười viên mãn cho gia đình bạn. Sky Kids là khu vui chơi giải trí đầu tiên của Long Khánh dành cho độ tuổi từ 2 tới 15 tuổi. Các bé sẽ được vui chơi trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát, khu vực nhiều trò chơi đa dạng như tàu vượt đại dương bóng khổng lồ, trò chơi mua sắm Hội An, ghé thăm ruộng bậc thang Sapa, khu mạo hiểm tầm thấp, sàn đấu boxing, đoàn tàu siêu tốc Sài Gòn Long Khánh và rất nhiều trò chơi hấp dẫn khác. Khu cà phê ngoài trời dành cho cả gia đình sẽ là địa điểm thú vị cho những buổi hàn huyên dành cho các mẹ, hay là nơi thoáng mát nhâm nhi ly cà phê của các bố, trong khi các bé vẫn được chơi đùa thoải mái trong không gian an toàn sạch sẽ. Đặc biệt trong dịp lễ Noel và đón chờ năm mới 2023, Sky Kids sẽ dành 1.000 phần quà tri ân khách hàng năm cũ và đón chờ năm mới. Nhanh chân đến Sky Kids để trải nghiệm không gian vui chơi hàng đầu tại Long Khánh. Sky Kids, vì nụ cười trẻ thơ.